Bao đại nhân à, tôi tự làm được rồi. Nhớ phải lau khô mồ hôi. Tôi rất ngưỡng mộ Triển đại ca có thể vào phủ khai phong để hỗ trợ cho Bao đại nhân. Sau khi ngươi rửa sạch nội quan, bổn phủ sẽ dẫn ngươi vào kinh viện thánh. Dựa vào nhân phẩm võ học, phong quyền nhận chức, nào có khó khăn gì? Đội ơn Bao đại nhân, Tuyết Sanh có chết cũng không hối hận. Kìa, tại sao ngươi lại thốt ra những lời quan khi đó? Tuyết Sanh biết mình không sống được bao lâu nữa, chỉ hận là không thể nào chứng kiến tận mắt nỗi oan ức của cha mình được giải oan. Bao đại nhân à, sự trong sạch của cha con tôi trông cậy vào ngài. Bao đại nhân, đại ơn đại đức này Tuyết Sanh kiếp sau đền đáp. Tuyết Sanh, hãy mau đứng dậy. Tuyết Sanh, ngươi chỉ bị thương nhẹ, tại sao phải nản lòng trong lúc này than thở tự trách? Ngươi nhất định phải bình tĩnh, hả? Bao đại nhân, đắc tội. Phiền ngài tạm thời ở đây một lát, Triển đại ca sẽ lên đây cứu ngài. Cáo từ. Triển đại ca, đệ đã đại khai sát giới, đệ biết không còn cơ hội để thoát thân nữa. Chuyện tới nước này, đệ chỉ mong sao được chết với thanh kiếm của huynh. Triển đại ca, huynh hãy thay cho đệ lo lắng cho Hiểu Từ. Tuyết Sơn, hãy mau giao trả Bao đại nhân đi. Muốn cứu Bao đại nhân thì phải giết ta trước. Tuyết Sơn, ta và ngươi là huynh đệ kết bái, không phải kẻ thù sinh tử đâu. Huynh đệ kết bái, đó chỉ là những lời xảo trá của con người. Ngươi cho là thật hay sao? Bây giờ ngươi là kẻ chấp pháp, ta là hung thủ giết người, đó là sự thật không thể nào thay đổi được. Triển Chiêu, tại sao cùng xuất thân dân giả nay ngươi lại có địa vị hơn Tuyết Sanh này? Bây giờ ngươi làm trong hình bộ, còn ta lại là con sâu trong lòng đất. Ngươi có biết hay không, mỗi lần ngươi ra tay trợ giúp ta, ta càng cảm thấy sự vô dụng của ta. Ngươi càng xưng huynh đệ với ta, ta càng phát hiện ra ta rất là ích kỷ. Tuyết Sanh, xưa nay Triển đại ca không hề biết đã làm cho đệ khó chịu, thứ lỗi cho Triển đại ca. Ngươi không hề làm chuyện gì sai cả, ta cũng không muốn trách lỗi ngươi. Nếu vậy, Triển đại ca không còn gì để nói hết. Triển mẫu tới đây để đón Bao đại nhân, xin nhường đường. Hôm nay giữa hai chúng ta như mảnh vải này, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tuyết Sanh, Tuyết Sanh, tiểu tử cô nương, hãy lên trên đó cứu Bao đại nhân trước. Cháu yên tâm, Triển đại ca sẽ không giết Bạch Tuyết Sanh đâu. Bao đại nhân. Đại nhân. Bao đại nhân. Đại nhân đã bị hắn điểm quyệt rồi. Công tôn thúc thúc, để cháu giải quyệt. Đại nhân. Triển hộ vệ sao rồi? Người giết ta đi, giết ta sau đó đi cứu Bao đại nhân. Triển hộ vệ. Tiếp Sanh. Triển hộ vệ. Đại nhân. Bạch Tuyết Sanh, ngươi có can đảm cầu chết, sao không có can đảm để sống chứ? Để bổn phủ còn giải nỗi hàm oan cho cha con ngươi.
Tuyết Sinh, cứ để hắn đi. Đại nhân, hắn không bao giờ rời khỏi quyện Võ Tiên đâu. Bạch Tuyết Sinh ý tác hình như là để kết thúc vụ án. Ngoài ra, hắn từng nhắc nhở trước mặt ta. Hắn nói Lý Gia Cầm đã nắm đủ bằng chứng chứng minh Lâm Đăng Tài là hung thủ giết hại người. Mai cô nương, cô từng nghe Tuyết Sanh nhắc tới chuyện bảo ân hay không? Bảo ân? Dạ không, chưa từng nghe qua. Công Tôn tiên sinh, phản ứng của Mai cô nương thật đáng nghi ngờ. Bổn phủ nghi ngờ cô ta biết rõ chuyện này. Ti chức cũng nghĩ như vậy. Ti chức phụ trách hỏi dò về phía Mai cô nương. Chuyện đến nước này, Triển Hộ Vệ, bổn phủ có chuyện này phải phiền tới người. Đại nhân cứ vậy. Bao đại nhân, đây là sớ án của vụ án giết người cướp của Kim Ký Tiền Trang cách đây 20 năm, mời đại nhân xem qua. Tri huyện đại nhân. Dạ. Bổn phủ cử ngài lập tức hủy bỏ lệnh bố cáo tầm nã Bạch Tuyết Sanh. Hạ huyện tuân lệnh. Làm phiền. Dạ. Trương Long, Triệu Hổ, Dương Triều, Mã Hán. Có thuộc hạ. Các ngươi lập tức thâm nhập vào làng, thăm dò coi có thể biết tin về những người có liên quan tới phu phụ Lâm Đăng Tài. Hành động nhất cẩn trọng. Dạ, đại nhân. Đại thúc, xin hỏi cách đây 20 năm đối diện đây có phải là Kim Ký Tiền Trang hay không? Dạ phải. Có phát hiện được gì không? Không có. Chúng ta ra sao hỏi thử. Bao đại nhân chỉ nghe vài lời của Bạch Tuyết Sanh thì đã công khai xử vụ án này rồi. Rõ ràng là không có bộ đầu ra gì. Nhiều chuyện. Dạ. Triển Hộ Vệ, Mai đại thúc, Triển chưa mạo phạm, Triển chưa làm vậy, chỉ muốn chứng minh một chuyện thôi. Chứng minh chuyện gì? Triển chưa cải trang như vậy, thừa biết Mai đại thúc một đời là thần bộ, cũng đã ngộ nhận Triển chiêu chính là Bạch Tuyết Sanh. Chứng tỏ lúc Lý Gia Cầm bị sát hại, Triển chiêu vẫn chưa thấy diện mạo của tên hung đồ thì đã dội nói là Bạch Tuyết Sanh. Thực ra lần đó Triển chiêu đã quá sơ ý. Nho nha. Cha. Công Tôn tiên sinh. Mai thần bộ, hôm Lý Gia Cầm bị sát hại cũng là lúc Hiểu Từ cô nương từ rừng Mai thả bộ xuống núi. So với thời gian xảy ra vụ án, Hiểu Từ cô nương vẫn mang lòng nghi ngờ Bạch Tuyết Sanh không phải là hung thủ. Vì vậy ta cũng không thể loại trừ khả năng đã có một kẻ giả mạo Bạch Tuyết Sanh để mà giết hại Lý Gia Cầm. Nho nha, vậy trên đường con xuống núi có thấy một người mặc bạch y không vậy? Không có. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà con thấy cha và Triển đại ca người trước kẻ sau lên núi. Thì ra hai người đang truy bắt Tuyết Sanh. Lúc đó Mai đại thúc chắc cũng đã nhìn thấy dung mạo của tên hung đồ rồi. Tuy ta không thấy dung mạo của tên hung thủ, nhưng mà có thể xác định hung thủ không hề che mặt. Nếu không nhờ Lý Gia Cầm nắm thanh kiếm của hung đồ kêu tên Bạch Tuyết Sanh. Triển chiêu, nhắc ốc mà cũng không thể hiểu ra. Có gì khó khăn đâu chứ. Bởi vì hung thủ chính là Bạch Tuyết Sanh. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này,
bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.